Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ Tạ, Sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 443, phân công. Tạ Chi Phi trợn tròn mắt. Một lúc lâu sau, hắn khẽ mỉm cười. Tạ Tam ra cười không đứng đắn, còn mang theo một chút lưu manh xấu xa, Yến Tam hợp cảm thấy người này chắc chắn đã biết nàng mềm lòng. Mềm lòng không mất mặt nàng ngồi xuống chiếc ghế tròn bên giường tạ thừa vũ ta có ý kiến trong vụ án trịnh gia ngươi có muốn nghe không muốn tạ chi phi chống mép giường ngồi dậy hai tay dùng sức xoa xoa gương mặt tiêu tủy của mình thật lòng không muốn để cho nàng nhìn thấy đi gọi bọn họ đến đi đỡ cho ngươi phải lặp lại lần nữa trước khi gọi bọn họ ta có vài lời muốn nói ngươi nói đi lần này tra án chúng ta chia nhau hành động đều tự làm việc riêng Yến Tam hợp, làm như vậy có hai chỗ tốt, một là tiết kiệm thời gian, hai là không dễ thu hút sự chú ý của người khác. Nghĩ giống ta rồi." Tạ Chi Phi nhìn nàng. "Nhớ cẩn thận, cẩn thận vẫn hơn." Yến Tam hợp, "Lúc này, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, ngươi cũng đừng như thế, chúng ta phải thương lượng, mỗi một bước đều phải đi vững vàng, an toàn." Tạ Chi Phi cong mắt, "Lại nghĩ giống ta rồi, còn gì nữa không?" Yến Tam hợp, "Sau khi ngươi khỏi bệnh, trở về tạ ra, ngươi và Bùi Minh Đình hay ra vào biệt viện này, như vậy quá gây chú ý. Nếu thực sự có việc, thì ban đêm hãng đến. Lời cuối cùng hơi mập mờ, nàng vội bổ sung thêm hai chữ. Thương lượng, lại nghĩ giống ta rồi. Tạ Chi Phi nghiêm túc nói. Nhưng ta sẽ bảo Đinh Nhất mỗi ngày qua đây một chuyến để trao đổi tin tức. Yến Tam Hợp đứng lên. Quyết định thế đi, ta gọi bọn họ vào. Đợi đã. Tạ Chi Phi ngẩng đầu, lặng lặng nhìn nàng một lát thấp giọng nói. Yến Tam Hợp, vụ án này ngươi cứ điều tra, đừng sợ gì cả, ta sẽ bảo vệ ngươi. Yến Tam Hợp giật mình, khóe môi cong lên. Ơ, ờ, cái miệng ngọt ngào lại trở về rồi, ừ. Quay lại rồi. Bảy người chen vào trong xương phòng, xương phòng lập tức trở nên chật trội. Tiểu bùi ra xếp bằng ngồi ở sau giường tả chi phi, trong tay có thêm một chuỗi Phật Châu, nhìn rất giống như một tên sau khi thất tình trốn vào không môn. Lý bất ngôn có ghế không ngồi, lại dựa vào cảnh cửa, giải thích từ đứng không ra đừng một cách chính xác nhất. Chu Thanh, Đinh Nhất, Hoàng Kỳ ba người chân kề chân, xếp hàng ngồi ở trên giường Quý Phi, giống như học sinh sắp bị tiên sinh giáo huấn vậy. Tả Tam gia thì giống như người vừa trải qua sinh tử ngồi dậy, híp mắt nhìn Yến Tam Hợp, Yến Tam Hợp khoanh ngực đứng dựa vào ngăn tủ, bình tĩnh nói. Tất cả mọi người có một loại cảm giác, hình như là về lại với tiểu viện ở nha môn chi phủ của phủ Nam Ninh vậy. Bảy người, bảy mạng, một trái tim. Vụ án này, chúng ta điều tra từ bên ngoài, mỗi người đều có phân công khác nhau. Yến Tam hợp nhìn về phía tiểu bùi ra. Minh Đình, ngươi chỉ làm một việc. Bây giờ từ Minh Đình không phải là cái tên ngươi có thể gọi nữa đâu. Hừ, tiểu bùi ra yên lặng nói lại một câu trong lòng, tỏ vẻ cao ngạo. Nói đi, muốn tiểu ra ta làm chuyện gì? 180 người của trịnh gia chết oan, oan hồn quá nhiều, chắc chắn sẽ mời hòa thượng, đạo sĩ đến làm pháp sự. Yến Tam không thay đổi ngữ khí. Ngươi tìm những người làm pháp sự năm đó, hỏi thăm chuyện trịnh gia thử. Thông minh, hòa thượng đạo sĩ mặc dù không phải người tục thế, nhưng lại có một trái tim dễ nghe ngóng, huống chi lúc đó còn có nhiều người chết như vậy. Nói không chừng có thể nghe được gì đó từ họ nữa. Tiểu bùi ra cao ngạo thì cao ngạo, nhưng lại đồng ý rất nhanh được giao cho ta yến tam hợp nghiêng đầu chu thanh chu thanh cô nương cứ phân phó yến tam hợp sau khi trịnh gia gặp cháy lớn cầm y vệ và tuần tra vệ là đội chạy tới hiện trường đầu tiên ngươi và đinh nhất hãy tìm người nam đó chạy tới trịnh phủ đầu tiên chu thanh nhíu mày yến cô nương như vậy dễ đánh rắn động cỏ yến tam hợp chỉ cần âm thầm tìm danh sách đừng hỏi gì cả tiểu bùi ra thật sự nhịn không được nữa, muốn oán hận nàng một câu. Làm như vậy, có ý nghĩa gì? Cha người khám bệnh, cần nhất là chữa đúng bệnh, chúng ta hỏi thăm thì cũng phải tìm đúng người rồi hỏi. Đây đều là người của quan phủ, nên có hỏi ai cũng sẽ không xảy ra chuyện, sẽ không để lộ bí mật, đến lúc đó chúng ta đều phải thương lượng từng chuyện một. Yến Tam hợp thản nhiên liếc bùi tiếu một cái. Nói trắng ra, tất cả đều phải đảm bảo an toàn cho chúng ta, tiểu bùi ra nghe rõ chưa? Tiểu Bùi gia. Xí, sí. một tiếng tỏ vẻ mình đã hiểu. Chu Thành thấy tiểu Bùi gia dường như đã đổi tính, vội vàng hòa giải, nói: "Yến cô nương yên tâm, ta sẽ cẩn thận gấp bội." "Được." Yến Tam hợp không để ý tới tên ngốc họ Bùi kia nữa. "Hoàng Kỳ." Hoàng Kỳ giật mình, đáp: "Vâng." "Yến Tam hợp, ngươi và Lý bất ngôn cùng nhau làm hai chuyện, chuyện thứ nhất, nghĩ cách tìm được người đánh canh trong bốn con hẻm vào năm Vĩnh Hòa thứ nhất." rồi hỏi chuyện năm đó. Hoàng kỳ liếc lý bất ngôn, thầm nghĩ đây là muốn thử thách xem ta có định lực hay không à. Lý bất ngôn cười cười. Chuyện thứ hai là gì? Yến tam hợp. Những nữ nhi đã xuất giá ở trịnh gia, các ngươi cứ từ từ hỏi thăm, cũng chỉ cần hỏi thăm, không nên đánh rắn động cỏ. Đợi đã. Tiểu bùi ra lại bắt đầu bới móc. Vì sao phải hỏi chuyện người đánh canh, còn các nữ nhi xuất giá lại chỉ cần hỏi thăm bởi vì người đánh canh là dân chúng bình thường những người này lá gan nhỏ dọa một cái tốn chút tiền là có thể moi được thông tin từ miệng hắn hơn nữa bọn họ sợ gặp phải phiền toái cầm tiền rồi cũng không dám nói ra bên ngoài yến tam hợp về phần các nữ nhi xuất giá ta muốn tự mình hỏi được rồi đều là ngươi có lý tiểu bùi gia lập tức yểu xìu thành thật câm miệng yến tam hợp rời ánh mắt dừng ở trên giường tạ chi phi cười yếu ớt nói đi, ta phải làm gì? Yến Tam Hợp. Người phụ trách hỏi thăm những thuộc hạ của trịnh lão tướng quân, những người từng cùng hắn ra chiến trường, vào sinh ra tử. Được. Tạ Chi Phi liếc bùi tiếu một cái. Ta phụ trách nghe ngóng, người phụ trách hỏi. Chuyện này chúng ta bắt đầu từ bên ngoài, từng chút từng chút thò vào bên trong. Yến Tam Hợp hít sâu một hơi, lại nói. Vụ án này đã qua 9 năm, năm đó rất nhiều người nói không chừng đã không còn trên đời, điều tra rất khó khăn, nhưng... Yến Tam Hợp chợt mỉm cười, nụ cười cực kỳ sáng lạn. Tâm ma mấy chục năm trước chúng ta cũng có thể tìm được, huống chi là 9 năm. Nương ta từng nói, chân tướng có thể sẽ đến muộn, nhưng mãi mãi không vắng mặt. Lý bất ngôn chẳng biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh Yến Tam Hợp. Ngọn nến chiếu vào mặt một chù một tớ, khiến tim của năm người còn lại đều đập thình thịch. Có lòng tin rồi. Mà giờ phút này cách xa ngàn dặm. Phủ Kim Lăng. Trên sông Tần Hoài, một chiếc du thuyền xa hoa từ từ đi về phía trước. Hán Vương Triệu Ngạn Tấn đưa mật thư vào tay Đồng Tiếu. "Ngươi nhìn xem." Đồng Tiếu xem xong, khẽ cười nói, "Chúc mừng vương gia, ít ngày nữa có thể vào kinh rồi." Triệu Ngạn Tấn vui mừng, "Bá nhân, bước tiếp theo ta nên như thế nào?" Đồng Tiếu nhìn xung quanh một chút, Triệu Ngạn Tấn giơ tay ý bảo ca kỹ, người hầu hãy lui ra, thị vệ bên cạnh cũng ra ngoài đóng cửa lại. Đồng Tiếu lúc này mới nói. Vương gia cảm thấy trên con đường thượng vị, ai là chướng ngại vật lớn nhất? Cái này còn phải hỏi. Hán Vương bật ra mấy chữ từ kẽ răng. Đương nhiên là vị đại ca què chân kia của ta, cũng không hẳn. Đồng Tiếu lắc đầu. Chướng ngại vật lớn nhất của Vương gia là Thái Tôn. Nếu như ở phía trước Thái Tôn có thêm chữ hiền, thì con đường Vương gia thượng vị chỉ e là còn khó hơn lên trời. Trường 444, muốn tặng hiền thái tôn hán vương nghe thấy từ này lập tức toát mồ hôi lạnh ngươi nói không sai tiểu tử kia còn xấu xa hơn cả cha hắn nhưng bệ hạ lại cưng chiều hắn có đôi khi đến ta còn phải đứng đằng sau đồng tiếu với cả thái tử vẫn còn là thái tử cũng là bởi vì hắn sinh một đứa con trai tốt ý của bá nhân là trong mắt hán vương hiện ra sát ý giết hắn ư không đến bước cuối cùng vương ra ngàn vạn lần đừng có suy nghĩ này tại sao đi đêm về hôm nhạn đi qua sẽ để lại dấu vết nếu như bệ hạ muốn tra rõ một việc thì chắc chắn sẽ điều tra ra nếu giết hắn thì là quá mức mạo hiểm lỡ như điều tra đến chỗ vương gia thì chỉ sợ ta cũng chỉ có con đường chết mà thôi hán vương nhìn đồng tiếu chân mày nhíu chặt nếu không giết được bá nhân nhắc đến hắn làm gì thái tử ở kinh thành thái tôn ở lâm an vương gia một mặt phải nghĩ cách giữ chân thái tôn mặt khác phải nhanh chóng vào kinh Phụng dưỡng bên cạnh Bể Hạ, Sớm chiều ở chung với Bể Hạ. Đồng Tiếu nhìn ra ngoài cửa, lúc ở bên cạnh Bể Hạ Sớm chiều, Vương gia còn phải tận hết sức lực làm một việc, cũng chỉ cần làm một việc. Đồng Tiếu quay đầu, nhìn vào mắt Hán Vương, nghĩ cách khiến thái tử xấu mặt, phạm sai lầm. Người thông minh, chỉ nói ngắn gọn đã hiểu. Tìm Hán Vương đập điên cuồng, vỗ bàn. Kế này hay lắm, người đâu? Vương gia, bình tĩnh chớ nóng vội ta phải thương nghị cách để kéo chân Thái Tôn nữa. Đồng Tiếu vội lên tiếng ngăn cản. Phải làm thật khéo, đừng để hắn phát hiện, nếu không là kiếm củi ba năm thiêu một giờ đấy. Bá nhân nhắc nhở rất tốt, là ta kích động quá. Hán Vương nhíu mày. Kéo chân thế nào, dùng nữ nhân được không? Hán Vương vừa nghĩ tới chuyện tên nhóc triệu diệp thời kia đoạt hoa khôi với mình, chợt cảm thấy chú ý này của mình rất tốt. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tìm mấy nữ nhân tuyệt thế, để cho hắn vui đến quên trời quên đất tốt nhất là đừng làm cả chính sự đồng tiếu lại lắc đầu thái tôn người này không tham nữ sắc nếu vừa ý thì nhiều nhất là mang về kinh thành nuôi nữ nhân chỉ e không kéo chân được hán vương ánh mắt nặng nề vậy còn có cách nào nữa đồng tiếu ta có một kế vương gia có muốn nghe thử không hán vương mau nói đi đoàn người thái tôn đi chiết giang là vì quét sạch quan trường muốn giết vài người tịch thu vài nhà. Vương ra. Đồng tiếu nghiêng đầu về phía trước, nhẹ giọng nói. Chó cùng đường còn dứt dậu, huống chi là người. Hán vương sừng sốt một hồi, lục phủ ngũ tạm cũng sôi trào theo. Ý của bá nhân là. Đồng tiếu. Mượn giao giết người. Tỉnh Chiết Giang. Phủ Lâm An. Nơi ngắm trăng tốt nhất của Phủ Lâm An là ở lầu ngoại lâu, trước hồ Tây In dấu vầng trăng sáng trên trời, nhìn cực kỳ đẹp giờ này năm ngoái nơi đây là chỗ rôm giả nhất nhưng năm nay không biết vì sao mà gần bờ sông lầu ngoại lâu đều bị phong tỏa lại người không phận sự không thể nào vào được giờ phút này trong lầu ngoại lâu có một nhà quan viên lớn nhỏ một đám vũ kỹ mặc sa mỏng xinh đẹp đang nhẹ nhàng nhảy múa nhưng chẳng ai có tâm tư mà ngắm nhìn ánh mắt của mọi người đều nhìn chầm chầm vào nam tử trên vị trí chính giữa nam tử mặc một bộ trường sa màu xám cho trong tay cầm chung rượu, khóe môi treo một chút cười, quả nhiên là chi lan ngọc thụ sao, quân tử khiêm tốn. Tà An Xe An đời tấn, có con em tài giỏi, thường nói Tử đệ như chi lan ngọc thụ Di di du chư lan yêu su, chỉ con em yêu tú, từ điển hán nôm Là hoàng thái tôn triệu diệp thời Thái tôn điện hạ mang theo khẩu dụ của hoàng đế Đích thân tới chiết giang, tới đây làm gì? Tới giết người Đầu năm nay làm quan, trên mông ai mà chẳng dính tí phân, cục diện bây giờ là Thái Tôn thấy ai vừa mắt thì đầu người đó được giữ lại. Đam Mỹ sắc, lúc này có người ho một tiếng, nhóm vũ kỹ lập tức lui ra, trong lầu phút chốc yên tĩnh lại. Các quan viên chẳng dám thở mạnh, chỉ sợ thở hơi lớn tiếng thì Thái Tôn lại nhìn qua. Triệu diệt thời buông chung rượu, cười gần một tiếng. Một viên chi phủ thanh liêm nhầm trước ba năm, cũng có được mười vạn ngân lượng, lời này chư vị đã từng nghe chưa? chư vị làm gì dám nói tiếp. Các ngươi không đáp, chắc hẳn đều đã từng nghe thấy, nếu đã nghe rồi thì ta không nhiều lời nữa. Ngón tay Triệu Diệp Thời đặt trên bàn. Các châu các phủ ngày mai đưa sổ sách đến hành cung của ta. Sổ sách đúng, hôm nay có thể ngủ một giấc an ổn, sổ sách không đúng thì thử suy nghĩ xem nên làm cái gì đi. Chúng quan viên đều cực kỳ sợ hãi. Ánh mắt Triệu Diệp Thời nhìn chung quanh một vòng, ngữ khí mềm lại. Từ nhỏ bệ hạ đã dạy bổn cung, mọi việc phải tiên lễ hậu binh, phải khoan dung cho người khác, nhưng có khoan dung hay không thì phải xem biểu hiện sau này của chư vị nữa. Dứt lời, hắn đứng lên, phất tay áo, trực tiếp đi ra ngoài. Gió thu say lòng người, ngoài lầu là nước hồ Tây lung linh ánh sao. Triệu diệt thời không có tâm tư ngắm cảnh, trong lòng vẫn đang suy tính mọi chuyện. Lúc này, thẩm trùng đi tới. Điện hạ, trong kinh truyền tin ra, lão ngựa sử đi rồi, bệ hạ ban tán ở Hoàng Lăng. Triệu diệt thời biến sắc. Từ xưa đến nay, người được ban thưởng chôn cất Hoàng Lăng có thể đếm trên đầu ngón tay, trong số ít người này, đại đá số đều là võ tướng khai quốc lập được công huân trên chiến trường. Quan Văn, lục thời là người đầu tiên, nhưng công huân của hắn hình như còn chưa tới mức này. Tại sao? Chẳng lẽ bệ hạ vẫn chưa biết người xúi dục sau lưng những thư sinh gây chuyện kia là hắn sao? không đúng triệu diệt thời lập tức phủ định suy nghĩ của mình cẩm y vệ là thân vệ của thiên tử chuyện hắn có thể tra được bệ hạ không thể nào chẳng hay biết gì vậy nói cách khác bệ hạ biết rõ lục thời làm những việc này sau lưng nhưng vẫn hắn hầu táng đây là vì sao thẩm trùng thấy điện hạ hồi lâu không nói gì lại nói tiếp chuyện thứ hai bệ hạ đã hà tội kỳ chiếu triệu diệt thời bỗng dưng nghẹn hỏng rất lâu sau mới cười gần một tiếng nói lần này văn võ bá quan thiên hạ học sinh đều nên yên tĩnh rồi nghỉ cả nước trên dưới đều khen thánh thượng là minh quân còn tin tức gì nữa tạm thời chỉ có vậy thôi bệnh của bệ hạ thế nào rồi đã khỏi hẳn triệu diệp thời nheo mắt lại chuyện ở chiết giang phải nhanh lên thành tứ cửu sau này sẽ không được yên ổn chúng ta phải mau chóng hồi kinh thẩm trùng hơi giật mình điện hạ chúng ta mới tới chưa được mấy ngày triệu diệp thời ngư sử đài, hồ bộ, quan trường chiết giang, ba nơi này đều là nơi quan trọng, hoàng thúc tốt của ta chắc chắn sẽ có hành động. Thẩm trung, hán vương sẽ hồi kinh ư. Triệu diệt thời, có thế. Thẩm trung, vậy có nên truyền tin đến kinh thành, để tam gia. Triệu diệt thời, không cần, tả thừa vũ chắc chắn sẽ sắp xếp, báo cho vương hiển, bảo hắn ban đêm tới hành cung tìm ta. Thẩm trung, vậy người trong lầu này thì sao? kêu bọn họ giải tán trước. Giọng của Triệu Diệp thời còn dịu dàng hơn bóng đêm. Cũng không thể để bọn họ thoải mái quá được. Vâng. Thẩm trùng gọi thị vệ đi theo tới, nhỏ giọng phân phó vài câu, xoay người lại, vừa vặn thấy được điện hạ chợt mỉm cười. Thẩm trùng lập tức nghĩ tới hộp bánh trung thu kia. Dự cảm cực kỳ chính xác. Trong nháy mắt tiếp theo, Triệu Diệp thời hơi hợt hỏi. Người nói xem khi nàng nhận được hộp bánh trung thu kia, sẽ nghĩ như thế nào? Thẩm sung lắc đầu. Tiểu nhân đoán không ra. Hắn đi theo bên cạnh điện hạ hơn 10 năm, cho tới bây giờ chưa từng nghe điện hạ chủ động nhắc tới bất kỳ nữ tử nào. Còn là lý bất ngôn. Một nữ tỳ Thẩm trùng khẽ cắn môi, dò xét. Điện hạ không sợ trong lòng mấy người tam gia có ý kiến gì sao. Khóe miệng triệu diệt thời cong lên. Là muốn tặng thôi. mươi 445, xảy ra chuyện. Bệnh của tả tam gia tới nhanh, đi cũng nhanh. Đêm hôm đó bảy người bàn bạc xong, thì hắn giống như ăn linh đan rượu dược gì đó, đột nhiên sống lại. Tam gia sống lại ở tạ phủ, lại bắt đầu cuộc sống phong lưu đi sớm về trễ. Về phần bùi đại nhân, tăng lục ti có mắt đều phát hiện, bùi đại nhân vốn chỉ đục nước béo cò, bắt đầu nhiệt tình yêu thương công việc này, cứ rảnh ra là lại chạy đến mấy chùa chiền hòa mình với đám lửa chọc kia. Sau khi nghe ngóng mới biết được, bùi đại nhân gần đây bị thất tình, khởi ý niệm muốn xuất ra vậy yến tam hợp đang làm cái gì nàng chuẩn bị một bộ quần áo nam nhân rách vá định tìm một công việc sai vặt ở trong cửa hàng quan tài thế đạo này việc buôn bán gì cũng có thể truyền tay nửa đường chỉ có việc mở cửa hàng buôn bán quan tài là không dễ truyền tay được phàm là người làm ăn về người chết bát tự chắc chắn phải đủ cứng có thể khắc được vật âm tà nếu không thì chẳng khác nào muốn tiền không muốn mạng cho nên cửa hàng quan tài hơn phân nửa là truyền thừa từ đời này sang đời khác 180 cỗ thi thể của trịnh gia, thì phải có 180 cỗ quan tài, trong khoảng thời gian ngắn, một cửa hàng quan tài không thể nhận được mối làm ăn lớn như thế được. Tất cả các cửa hàng quan tài trong thành tứ cửu cộng lại cũng chưa chắc đã đủ. Hơn nữa tất cả cửa hàng quan tài, cũng không chỉ bán quan tài, phía sau còn có một đám người chuyên lo tang lễ, có chuyên môn liễm thi, có chuyên môn tắm rửa thay đồ cho thi thể, có người thổi đàn hát. Những người này mỗi lần nhận tang lễ đều sẽ hiểu rõ tình hình của người chết, tuy chỉ là việc làm thấp kém, nhưng là những người tiếp xúc trực tiếp với thi thể của trịnh gia. Yến Tam hợp tính toán xong, mỗi cửa hàng quan tài đều làm khoảng 3 đến 5 ngày, sau đó lấy lý do sức thân thể không áp chế được vật âm tà, đến làm ở một cửa hàng khác. Thứ nhất sẽ không khiến cho người ta sinh nghi, thứ hai trưởng quỹ cũng vui vì tìm được một người làm việc không công. Kế hoạch không theo kịp biến hóa. Lúc này, Yến Tam Hợp mới từ nhà thứ nhất đi ra, đã bị Chu Thanh ngăn cản đường lại. Tam gia ở lầu cổ nguyệt chờ cô nương, có việc gấp. Chuyện gì? Chu Thanh khẽ cắn môi, hạ thấp giọng nói. Thái Tôn ở phía nam đã xảy ra chuyện. Yến Tam Hợp. Lầu cổ nguyệt, tân khách người đến kẻ đi. Trong phòng cuối lầu ba, cửa bị đẩy ra. Tả Chi Phi đứng lên. Đến rồi, mau ngồi đi. Yến Tam Hợp quét mắt một vòng, sao chỉ có một mình ngươi tiểu bùi ra đâu hắn một lát nữa sẽ tới vừa dứt lời cửa bị đẩy ra lý bất ngôn trên lưng đeo bao quần áo đi tới nghi ngờ hỏi tam gia gọi ta tới làm gì còn bảo ta mang theo xiêm y nửa tháng yến tam hợp nhìn thằng tạ chi phi vì sao bất ngôn lại mang theo xiêm y nửa tháng tạ chi phi vừa rót trà vừa nói chúng ta ăn trước đi đồ ăn ở đây nói chuyện trước đi yến tam hợp cắt ngang đã đến lúc này rồi làm gì còn khẩu vị ăn tả chi phi im lặng một lát vừa mới nhận được tin tức hoài nhân bị ám sát thái y phía nam lo lắng cần phải điều người từ kinh thành qua đó ta muốn nhờ lý cô nương hộ tống một chuyến bị ám sát yến tam hợp và lý bất ngôn liếc nhau hỏi vì sao tìm bất ngôn tả chi phi vươn ba ngón tay một hoài nhân không muốn làm lớn chuyện lý do không lớn chuyện một khi lớn chuyện Bệ hạ chắc chắn sẽ triệu hắn về kinh thành dưỡng thương, thái tử đi đứng không tiện, chuyện phía nam 89 phần 10 sẽ rơi vào tay người khác, kế hoạch của hắn sẽ thất bại. Muốn quyền không muốn mạng. Yến Tam hợp cười gần một tiếng. Thứ hai là gì? Bên người hoài nhân không thiếu cao thủ, ngoài sáng, trong tối như thế vẫn còn gặp nguy hiểm, để phòng ngừa bất chắc, ta muốn sắp xếp một quân cờ ngầm bên cạnh hoài nhân. Tả chi phi nhìn lý bất ngôn. Thân phận nàng rất bí mật, thân thủ lại vô cùng tốt, hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp, có thể. Có thể cải trang thành thị nữ của Thái Tôn, lại có thể cải trang thành tình nhân của Thái Tôn, còn dễ khiến cho người ta xem nhẹ. Lý bất ngôn nhớ mày. Có phải không, tạ tam gia? Đến mức này, tạ chi phi cũng không có gì phải che giấu nữa. Đúng. Yến tam hợp. Thái y cần hộ tống là ai? Tạ chi phi. Minh Đình đang bận rộn chuyện này, là thứ đệ của hắn, bùi cảnh. Yến tam hợp y thuật của người này thế nào? Tả Chi Phi. Bùi thuốc tận tay dạy dỗ, rất có thiên phú. Yến Tam Hợp. Bùi cảnh tìm lý do gì ra khỏi kinh? Tả Chi Phi. Bùi gia ở có hiệu thuốc ở Phủ Lâm An, bùi cảnh qua bên kia khám bệnh một tháng. Thật giỏi tính toán. Một lý bất ngôn không ai biết. Một thứ tử bùi cảnh không nổi bật ở bùi gia. Người trước thân thủ tốt, người sau y thuật tốt, đều là người hữu dụng nhất đối với Hoàng Thái Tôn. Yến Tam hợp lại hỏi. Sao lại gặp thích khách? Hung thủ là ai? Nếu như ta biết là ai, chắc chắn sẽ không giấu giếm ngươi. Tạ Chi Phi im lặng một lát, lại nói. Trời cao đường xa, hắn chỉ truyền đến một câu, ta cũng đang sốt ruột đây. Yến Tam hợp rũ mắt xuống, trong lòng sóng to gió lớn. Trong lòng nàng không muốn lý bất ngôn xen vào chuyện này, nhưng Tạ Chi Phi đã mở miệng. Việc này ta không quyết định được, để bất ngôn tự mình quyết định nàng nói không đi, thì xin tam gia mời cao nhân khác. Tạ Chi Phi truyền ánh mắt. Lý cô nương. Ờ, lúc cần đến ta thì Lý cô nương, không cần nữa, thì chỉ kêu Lý bất ngôn thôi à. Lý bất ngôn khoanh tay. Tam gia lật mặt nhanh thật. Còn thù dai sao? Tạ Chi Phi khẽ cắn môi, một hồi lâu mới nói. Ta biết hoài nhân nhiều năm như vậy, tới bây giờ chưa từng thấy hắn tặng bánh trung thu cho ai, hơn nữa còn là ngàn dặm xa xôi thì sao, một hộp bánh trung thu thôi mà. Tạ Chi Phi vừa nhìn thấy dáng vẻ không thấm dầu muối của nàng thì lòng chật trùng xuống, hắn cũng chẳng thể ép buộc người khác được. Đã như vậy, việc này coi như ta chưa nói, để ta nghĩ cách khác, ăn cơm đi. Ta có nói không đi sao? Lý bất môn nhướng cao hai hàng lông mày. Ta chỉ có một điều kiện, tam hợp nhà ta không thể thiếu một sợi tóc gáy, thiếu một sợi, ta tam ra ngươi dập đầu với ta một cái ngươi không nói thì ta cũng không để cho nàng thiếu một cọng tóc gáy nào. Tả Chi Phi nói chắc nịch. Một lời đã định. Nếu đã đồng ý rồi, Lý Bất Môn cũng rất dứt khoát. Khi nào thì xuất phát, Minh Đình và thứ đệ của hắn hẳn là đang trên đường tới, bọn họ tới thì lập tức xuất phát. Vậy là ngay lập tức, Yến Tam Hợp hơi biến sắc. Lý Bất Môn liếc nhìn Yến Tam Hợp, hơi chột dạ nói. Tam gia, trong lầu này có đồ ăn ngon cơm ngon gì đều bưng lên đi, ăn no mới có thể xuất phát được ánh mắt tạ chi phi đảo qua hai người ước chừng đã đoán được điều gì đó ta đi sắp xếp các người uống trà trước đi hắn vừa đi trong phòng chỉ còn lại hai người yến tam hợp và lý bất ngôn đây là lần thứ hai họ chia tay kể từ khi quen biết lần đầu tiên là sau khi yến hành qua đời lý bất ngôn yến tam hợp hai giọng nói gần như đồng thời vang lên ăn ý như vậy khiến cho tâm trạng lúc chia tay phai nhạt đi đôi chút yến tam hợp ngươi muốn đi ta không ngăn cản mọi việc nhớ cẩn thận là được có nguy hiểm gì thì đừng chỉ lo xông về phía trước lý bất ngôn ngươi cũng vậy có chuyện gì thì cứ để tam ra tiểu bùi ra xông lên phía trước ngươi trốn sau bọn họ là được còn nữa nàng nghiêng đầu qua tránh xa họ tà kia ra yến tam hợp nhìn nàng đáp trả ngươi cũng tránh họ triệu kia xa ra Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 446, Liên Hôn. Tiếng gõ cửa vang lên, tạ chi phi đi tới, ấy náy. Bùi cảnh tới rồi, đang chờ ở bên ngoài, Lý cô nương. Lý bất ngôn cầm lấy bao quần áo trên ghế. Nhớ kỹ, người còn nợ ta một bữa cơm đó, mười bữa cũng được. Tạ chi phi móc ra mấy tờ ngân phiếu. Mang theo dùng trên đường, trà, thức thời đó. Lý bất ngôn cười híp mắt nhận lấy. Còn một việc nữa, Lý cô nương phải nhớ kỹ. Tạ chi phi dặn dò. Hai tâm ma trước đó, chúng ta chỉ nói một nửa, giấu một nửa với thái tôn, người ngàn vạn lần đừng nói lỡ miệng. Yên tâm đi, ta biết mà. Lý bất ngôn nháy mắt với Yến Tam Hợp, mở cửa, đi ra ngoài. Yến Tam Hợp chờ nàng rời đi, lập tức đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ lên, thò đầu nhìn xuống. Trên đường đá xanh, một chiếc xe ngựa màu đen dừng ở đó. Cách đó không xa, tiểu bùi ra đang đứng. Tiểu bùi ra dùng đế giày cỏ cọ lên mặt đường, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Lý bất ngôn từ trong lầu đi ra, nhưng người về phía tiểu bùi ra, gật đầu một cái rồi lập tức lên xe ngựa. Sa phu Giơ roi ngựa lên, không lâu sau đã biến mất trong bóng đêm. Yên tâm, nàng sẽ không sao đâu. Giọng nói dịu dàng của nam nhân vang lên sau lưng, yến tam hợp xoay người, ánh đèn màu vàng ấm áp ôm lấy hình dáng của nàng bất ngôn đi rồi, chúng ta thiếu người, chuyện trịnh ra phải chậm lại thôi. Còn có một tin xấu. Tạ Chi Phi hơi không đành lòng nói ra khỏi miệng. Ta và Minh Đình mấy ngày sau đều không rảnh quan tâm đến vụ án, Hán Vương còn chưa đến nửa đường, tay đã vươn tới Kinh Thành, gần đây thế cục trong chiều hơi thay đổi. Đây, lại thiếu hai viên đại tướng. Không đúng, là năm người, Chu Thanh, Đinh Nhất, Hoàng Kỳ chỉ e cũng phải bận rộn. Phần đội nhỏ bảy người phá án, một canh giờ trước còn đầy đủ toàn bộ, một canh giờ sau đã sụp đổ, chỉ còn lại một tư lệnh không quân là nàng. Yến Tam Hợp không nói gì. Được, vậy ta về trước. Tạ Chi Phi muốn giữ nàng lại một lúc. Nếu đã đến đây, nếm thử đồ ăn ở đây. Cạch, tiểu bùi ra xông vào. Ngũ thập, mai đến phường khai quý đi, có việc. Vậy ta trở lý bất môn trở về sẽ nếm thử. Yến Tam Hợp gật đầu với bùi tiếu. Cáo từ. Tiểu Bùi ra lúng túng quay lại nhìn nàng một cái, ngoài cười nhưng trong không cười. "Đợi đã." Tả Chi Phi duỗi chân, chặn đường. "Lý Đại Hiệp không có ở đây, ta bảo Đinh Nhất đi theo ngươi." "Không cần." Như thế thì chẳng còn chút tự do nào. "Nam nhân dưới gối có vàng, ta phải dập đầu với nàng ta đó." Tả Chi Phi cúi đầu, nhẹ giọng nói, "Yến Tam hợp, ngươi coi như tích thiện hành đức đi." "Yến Tam hợp, đổi thành người khác đi, Đinh Nhất có hơi lãng phí tài năng." hắn đi. Yến Tam Hợp thấy hắn tương rắn thì đành nhận thua gật đầu, trong lòng rít gào có thể có tiền đồ chút không? Ta đưa ngươi xuống lầu. Lúc này Yến Tam Hợp không chịu thua kém, thái độ cực kỳ kiên quyết. Nguyễn đi, ngươi quá gây chú ý, có muốn ta đưa không, ta không gây chú ý đâu. Tiểu bùi ra nhướng mày kỳ quái. Minh Đình, gần đây ngươi hơi kỳ quái. Yến Tam Hợp khẽ nhíu mày. Có phải cũng tới tháng hay không? Bùm tiểu bùi ra mặt đỏ như mông khỉ. Yến Tam Hợp làm như không nhìn thấy, mở cửa, đi ra ngoài. Tiểu bùi ra nhảy dựng lên. Tả ngũ thập, ngươi nhìn nàng kìa, nàng, nàng làm sao cơ, nàng nói đúng mà, ngươi, ngươi tự nhìn mình đi, rõ ràng là một tiểu tức phụ ghen ghen ghét đố kỵ, có mất mặt không hả? Tả chi phi lắc đầu, đi theo ra ngoài. Ta ghen tị, tiểu bùi ra sụp đổ. Nương nó, ngươi thử bị nữ nhân đá xem. Lúc này Yến Tam Hợp đã đi xuống góc lầu 2, vừa khéo nhìn thấy đoàn người đi lên. Người cầm đầu mặc trường bào màu xám, phát hiện có người đi xuống, thì theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn thử. Ánh mắt vừa chạm, nam tử áo xám khẽ mỉm cười. Yến Tam Hợp, sao ngươi lại ở đây? Hàn hú. Yến Tam Hợp vui mừng. Ta tìm ngươi mãi, đầu tháng nhận công việc, buổi chiều vừa tới kinh thành, vốn định tắm rửa sạch sẽ, sáng mai sẽ đến gặp ngươi, không ngờ lại gặp ở đây hàn hú đi lên một bậc thang nàng đâu đến gần yến tam hợp mới phát hiện người này mệt mỏi phong trần nàng cũng ra ngoài làm một chuyện ngươi định về nhà hàn hú hơi nhíu mày quay đầu dặn dò người phía sau vài câu đi ta đưa ngươi về thuận tiện đến quý phủ xin ly trà uống yến tam hợp vừa lúc có chuyện muốn nói với hắn vậy ta không khách khí nữa khách khí làm gì hàn hú xoay người đi trước yến tam hợp đến chỗ rẽ, hắn đưa tay đỡ Yến Tam Hợp, chờ qua chỗ rẽ, mới buông tay ra. Mấy bước cuối cùng, Yến Tam Hợp đi nhanh hơn một chút, sóng vai với hắn. Hàn hú nghiêng đầu, thấp giọng nói bên tai nàng. Lần này mang cho nàng một thứ tốt, chỉ có ta thôi sao, nàng thì sao, nàng. Hàn hú nhếch môi. Không có, các người ấy, lú nào cũng đấu đá nhau, thế mới vui chứ. Hàn hú đi ra cửa, thấy trời còn sớm. Không cưỡi ngựa, không ngồi xe, chúng ta đi bộ một lát đi. Yến Tam Hợp nhớ tới lúc giải tâm ma ở Hàn Gia Bảo, Hàn Hú rất thích kéo nàng đi dạo một vòng, khóe miệng không khỏi nhếch lên, mỉm cười với hắn. Được. Nụ cười này, đâu chỉ Hàn Hú nhìn thấy, hai người đứng trước cửa lầu cổ Nguyệt cũng đều nhìn thấy. Sau một lúc lâu, giọng tiểu bùi ra dầu dĩ. Tả ngũ thập, ngươi có từng thấy bà đồng cười như vậy với ai chưa? Tạ chi phi không nói gì, nhưng bàn tay đặt sau lưng đã lặng lẽ nắm chặt. Dù sao nàng chưa từng cười với ta như vậy. Tiểu bùi ra thầm chua sót, chua đến mức nổi bong bóng luôn rồi. Hèn gì chứ thấy ta chướng mắt, hóa ra là có người trong lòng rồi, cái tên phá đám lý bất ngôn kia nương nó lại gạt ta. Tạ chi phi vẫn im lặng như trước. Nàng cứ nói từ sớm đi. Chua chát xong, tiểu bùi ra lại cảm thấy tủi thân. Nói sớm thì ta đâu cần phí nhiều công sức như vậy. Người nọ là ai vậy? Cái miệng như hũ nút của Tam gia cuối cùng cũng mở ra. Đúng vậy, ai thế? Chưa từng thấy nhân vật này trong kinh thành. Ngữ khí tiểu bùi ra khinh thường. Tướng mạo này cũng khó coi quá, tạ ngũ thập, ngươi nói xem bà đồng có phải bị mù rồi không? Bị mù cái rắm không nhìn thấy khí độ xuất chúng của người nọ trong đám người sao. Và cả, bước đi của người này rất nhẹ, lưng thẳng tắp, vừa nhìn đã biết là người tập võ lòng tạ chi phi còn chua sót hơn cả tiểu bùi ra, hắn thấy rất rõ ràng cảnh tượng trên cầu thang, nhất là khi hắn đỡ lấy nàng. Đinh nhất, ra, Lý Đại Hiệp không có ở đây, mấy ngày nay ngươi đi theo Yến cô nương, thuận tiện tìm người tìm hiểu lai like lịch người này đi. Vâng. Lúc này, một tên ăn mày không biết từ nơi nào chạy tới, lắc lắc chén vỡ với tả tam gia, xin hắn một hai đồng xu. Tả chi phi miệng thì kêu, cút, nhưng tay lại lấy ra một ít bạc vụn, ném vào trong bát. Tên ăn mày vui vẻ, vội vàng quỳ dạp xuống đất, ôm chân tả tam ra dập đầu. Tả tam ra ghét bỏ, lôi kéo bùi tiếu ngồi vào xe ngựa. Trong xe ngựa, dạ minh châu tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Tả chi phi đưa tay vào trong giày, lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm, nhìn lướt qua, biến sắc. Bùi tiếu lại gần, chỉ thấy bốn chữ siêu siêu vẹo vẹo trên giấy. Đỗ hách liên hôn chương 447, chú ý tôi. Trên con đường đá xanh, Hàn Hú quay đầu nhìn Yến Tam Hợp. Nói đi, tìm ta có việc gì? Yến Tam Hợp không vòng vo. Ta muốn nhờ ngươi thăm dò tin tức. Của ai? Cả nhà lão tướng quân Trịnh Ngọc. Hàn Hú cau mày. Tên này nghe quen quen. Hình như ta đã nghe ở đâu rồi? Yến Tam Hợp. Vĩnh Hòa năm thứ 8, tại bốn con hẻm, thảm án diện môn 180 mạng của Trịnh Phủ. Hàn Hú đột nhiên dừng lại. Sao ngươi lại muốn nghe ngóng chuyện này? Ta đã hứa với người khác sẽ điều tra. Mí mắt Hàn Hú giật giật, "Yến Tam Hợp, không cần biết ngươi hứa với ai, ngươi phải từ bỏ vụ án này cho ta, không điều tra nữa." Yến Tam Hợp ngẩng đầu nhìn hắn, "Có phải ngươi biết chuyện gì không? Một người ác tiêu như ta thì có thể biết gì, ta chỉ biết chuyện này xảy ra ở thành Tứ Cửu, sát thủ là cha con quân chủ Lưu vong Ngô thị của Tề quốc. Thế thì vì sao không để ta điều tra?" ngươi có biết khi còn sống cha ta nói với ta câu gì nhiều nhất không câu gì tránh xa thành tứ cửu tránh xa quan lại tránh xa triều đình trong mắt hàn hú hiện lên vẻ lo lắng là ngươi nên ta mới khuyên đổi lại là người khác ta cũng chẳng lắm thêm một lời yến tam hợp hiểu rõ ý nghĩa những lời này bất đắc dĩ cười nếu ta nói chuyện này không chỉ là chuyện của người khác mà còn là chuyện của chính ta thì ngươi có còn khuyên ta nữa không chuyện của ngươi đúng Yến Tam hợp gật đầu. Ký ức đầu tiên của nàng chính là trong gian viện đổ nát kia của phủ Vân Nam. Người đầu tiên nàng nhìn thấy là Yến Hành. Yến Hành nói nàng là cháu gái của ông, vừa tròn 8 tuổi, sau khi mắc bệnh nặng thì quên hết mọi chuyện. Nàng tin là thật, trước nay chưa bao giờ nghi ngờ. Yến Hành dạy nàng đọc sách, viết chữ, vẽ tranh, đưa nàng đi ngao du sơn thủy phủ Vân Nam. Lần đầu tiên nàng hóa niệm giải ma là một bà cụ trong thôn. Bà cụ qua đời, trong nhà có tang, Yến Hành viết câu đối trắng hộ người nhà. Nàng đi theo, bà cụ vẫn chưa nhập quan, hai mắt mở trừng trừng, người lớn bên cạnh đang bàn bạc mời thầy phù thủy về làm pháp cho người chết nhắm mắt. Nàng dường như bị thứ gì đó kéo đến, đưa tay ra chạm lên mắt bà cụ, sau đó nàng nhìn thấy. Bà có tâm ma, tâm ma là. Ngón tay nàng chỉ về một người trong số họ, hướng ngón tay chỉ vào người chồng. Là ông Nam nhân đó tư tình với quá phụ nhà bên sinh ra được một đứa con gái, hắn nói là nhặt được ở bên ngoài mang về cho bà nuôi. Bà cụ biết nhưng không dám nói ra. Nam nhân đối xử rất tốt với con gái, đến con trai ruột cũng đành xếp sau, bà cụ cả đời nuôi con cho người khác, không cam lòng nên chết không nhắm mắt. Kể từ ngày đó, nàng mới biết mình không giống với những người khác. Tâm ma ban đầu rất đơn giản, nàng đặt tay lên trên là biết. Tâm ma sau 14 tuổi trở đi càng ngày càng khó, mỗi lần nàng giải xong một tâm ma sẽ nhớ lại một chút chuyện trước kia. Lúc đó nàng mới biết Yến Hành không phải tổ phụ của mình. Nàng không dám hỏi, vài lần lời đã đến bên môi, nhưng nhìn bộ dáng gầy gò của Yến Hành, nàng lại nuốt xuống. Yến Hành thấy nàng dần có khoảng cách, gọi nàng vào thư phòng, nói với nàng một câu. "Yến Tam hợp, con họ Yến, con chính là con của ta." công sinh thành không bằng ơn dưỡng dục. Nàng nghe câu này, bao nhiêu suy nghĩ trong lòng tiêu tan hết, chỉ coi như mình được Yến Hành nhận nuôi, hoặc nhặt về. Yến Tam Hợp đột nhiên mở to mắt. Không đúng. Năm đó, làm sao Yến Hành biết nàng vừa tròn 8 tuổi? Ai nói cho ông biết? Vì sao ông lại thu nhận nàng, sau đó coi nàng như mình tự sinh ra? Ông có quan hệ như thế nào với trịnh gia? Ông có quen người trịnh gia không? nhớ đêm cuối cùng yến hành đến phòng nàng nói với nàng những lời này đầu yến tam hợp tự dưng đau như búa bổ yến tam hợp yến tam hợp yến tam hợp ngơ ngác ngừng đầu ánh mắt đờ đẫn hả Hà. hàn hú thấy sắc mặt nàng tái nhợt trên trán toát mồ hôi lạnh ngươi bị sao vậy ta yến tam hợp lẩm bẩm ta phải về phủ vân nam một chuyến nhất định phải đi rất nhiều bí mật hàn hú rất nhiều bí mật phương khai quỹ tiếng người ở tiền viện ầm ĩ, con bạc ai ai cũng đánh đỏ cả mắt lên. Hậu viện, Chu Thanh nhảy lên một chiếc thuyền, đi vào trong khoang. Gia, đã điều tra được, vệ gia đã quyên tiền xây cầu giúp hai nhà. Vệ gia là nhà ngoại của Hán Vương Phi. Tả Chi Phi. Phủ Thái Tử có động tính gì không? Chu Thanh lắc đầu. Nghe nói hôm Trung Thu Thái Tử ăn thêm nửa con cua, mấy ngày nay bệnh thống phong sao phát tác, đến chiều sớm cũng không tham gia được, đang dưỡng bệnh trong phủ. Sao bây giờ ta hay gọi là bệnh gao hạ à, mũ mũ? Tả chi phi rất muốn chửi thì. vì kia gấp đến độ không thể gấp hơn, vị này vẫn còn có tâm tư thưởng thức vua. Đã mang cái danh thái tử rồi còn có thể kê cao gối ngủ hay sao? Minh Đình, chuyện liên hôn này dù thế nào cũng không thể thành được. Chẳng phải là thừa lời sao? Giá tâm của Hán Vương, người khắp thiên hạ đều biết, người sắp xếp liên hôn hai nhà Đỗ Hách không phải là Hách Vân, mà là cha hắn Võ An Hầu. Ba chữ võ an hầu, nếu là mấy chục năm trước, thực sự là một nhân vật tiếng tăm lẫy lừng. Lão hầu gia tổ phụ của Hách Vân từng chinh chiến với thái tổ, hai trong số ba người con trai đã tử trận xa trường. Vì nguyên nhân này, phủ võ an hầu luôn an ổn ở thành tứ cửu. Lão hầu gia qua đời, người con út cũng là cha của Hách Vân, không chỉ được kế thừa tước vị mà còn được tiếp nhận công việc của lão hầu gia, thống lĩnh bắc doanh Vũ Lăng Quân. Có thể nói là có thực quyền trong tay. Hán vương vốn muốn dẫn binh đánh trận, thêm một võ an hầu. Cho dù thái tử có lên ngôi thì chắc chắn sẽ không vững. Tiểu bùi ra trợn mắt nói, thêm dầu vào lửa. Ngươi nên rước bà cô đỗ phủ đó đi. Tả chi phi không nói gì, lạnh lùng nhìn bùi minh đình. Rồi, 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 ngươi cứ coi như ta vừa thả dám đi. Tả chi phi chỉ tay, ý cảnh cáo hết sức rõ ràng. Thế ngươi nói phải làm sao, hách vân là tên háo sắc, Đỗ Kiến Học cứ muốn gả con gái qua, vừa nhìn đã thấy rất quyết tâm. Đây là sự thật. Tạ Chi Phi biết rõ vị trí Đỗ Y Vân trong lòng Đỗ Kiến Học, thậm chí còn cao hơn cả hai đứa con trai của hắn. Còn một ý kiến tồi nữa, nghe xong đừng có mắng ta. Tiểu Bùi ra không biết tại sao, đêm nay bao nhiêu ý nghĩ tồi tệ cứ cuồn cuộn chảy ra, không sao áp chế được. Đi phao tin, Đỗ Y Vân không còn là hoàng hoa khuê nữ nữa, nàng đã ngủ với ngươi. Bùi Minh Đình Tạ Chi Phi hầm hầm. Trong đầu ngươi có thể nghĩ cái gì tốt đẹp hơn được không? Gào gì chứ, ta đã nói là ý kiến tồi rồi. Tiểu Bùi ra lắc lắc tai. Ngươi đừng có nhảy lên, cái này chưa chắc đã thành, lỡ như Hách Vân không để ý chuyện bị cắm sừng thì sao? Tạ Chi Phi thật sự muốn tát chết hắn. Ý này không được, nghĩ cách khác đi. Sao không được? Tiểu Bùi ra cười nham hiểm. Tạ Tam gia ngươi rảnh rỗi lại đi nghe câu lan ôm người, nhìn một miếng thịt tươi trước mặt liệu có nhịn được không? Coi như người nhịn được thì cũng chẳng có ai tin đâu. chương 448, giỏi giang. Tiểu bùi ra càng nghĩ càng cảm thấy ý kiến tội này cực kỳ tốt. Ngươi đừng nói với ta là ngươi muốn giữ thanh danh cho Đỗ Y Vân, nữ nhân kia khiến tả ra các ngươi dối tung cả lên, còn giữ cái dám nữa. Khóe mắt tả chi phi muốn nứt ra, đập bàn. Không hiểu tiếng người sao, ta nói không được. Tiểu bùi tức giận, đập bàn theo đây là chuyện thuận nước đẩy thuyền, ta đẩy muội phu ngươi. Tạ Chi Phi chỉ vào mũi tiểu bùi ra mắng. Ngươi là nam nhân cao bảy thước, có thể làm việc quang minh lỗi lạc một chút hay không? Còn quang minh lỗi lạc. Tiểu bùi ra cười nhạo. Ngươi cho rằng ngươi là lão ngựa sử sao, mọi chuyện đều phải dùng dương mưu. Chúng ta một không có bản lĩnh kia của hắn, hay không có kiên nhẫn như hắn, dùng chút âm mưu quỷ kế không tốt sao? Không đúng, rất không đúng trước kia người biết dùng âm mưu quỷ kế nhất là tạ ngũ thập hắn. Tiểu bùi ra tiến lên phía trước, tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt tuấn tú trước mặt. Hay là ngươi đã có người trong lòng, không muốn để cho người ta hiểu lầm. Tạ chi phi bị hắn nói chúng, tim đập thình thịch, vẻ mặt sửng sốt. Nhìn vẻ mặt hắn, sự hoài nghi của tiểu bùi ra từ trước tới nay đã có tin tức, lại vỗ bàn. Nói, là ai? Ta có thể nói với ngươi được sao? Tim từ từ bình ổn lại, tạ chi phi liếc hắn một cái đã có người trong lòng nhưng chuyện còn sớm lắm đừng làm hỏng thanh danh của nàng cha 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 đã bảo vệ người ta luôn rồi ai thế tiểu bùi ra một bụng tò mò ta có biết hay không bộ dạng như thế nào có ôn lương hiền thục hay không dòng dõi ra sao đừng giống như ta một cao một thấp chênh lệch quá lớn tạ chi phi bị hắn hỏi đến đau đầu ngươi có thể tập trung vào chính sự được không không thể tả tam gia hắn là ai chứ không gần nữ sắc ngoài mặt thì tỏ ra phong lưu nhưng đêm về lại chỉ có thể dùng tay để xử lý hắn có người trong lòng ư đúng là hiếm lạ cô nương kia có biết hắn thích nàng không nàng có ý gì với hắn không cũng đừng giống như ta đó chứ tả chi phi rất muốn lấy khăn lau bịt miệng họ bùi lại đúng lúc này đinh nhất vọt vào khoang thuyền nói tam gia đại sự không tốt Yến cô nương để lại một tờ giấy, bỏ đi rồi. Cái gì? Ra đầu tả chi phi tê giải. Đi đâu rồi? Giấy đâu? Đinh nhất lấy tờ giấy ra, tả chi phi giật lấy. Trên giấy trắng mực đen viết một hàng chữ như rồng bay phượng múa, có việc gấp, về phủ Vân Nam một chuyến, sẽ quay lại nhanh thôi, đừng lo. Tả chi phi vừa nhìn thấy nét chữ này, đã biết Yến Tam hợp vội vàng viết. Nàng đi một mình à? Không phải, còn có nam nhân bên cạnh nàng nữa. Cái gì? Tạ Chi Phi lập tức trợn mắt đến mức muốn nứt ra, túm lấy vạt áo Đinh Nhất. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đinh Nhất chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm đáng sợ như vậy trên mặt da mình. Hai người bọn họ đang đi về nhà, thì đột nhiên dừng lại nói chuyện, nói xong, tốc độ bước đi cũng nhanh hơn. Về đến nhà, Yến Cô nương trở về phòng dọn vài bộ xiêm y, rồi đi theo người nọ. Đi như thế nào? Cưới ngựa. Đinh Nhất ta muốn đi theo yến cô nương đưa giấy cho ta bảo ta đừng đi theo còn nói nếu lý bất ngôn từ phía nam trở về bảo nàng ở kinh thành chờ cô Tả chi phi thất thần ngã xuống ghế đầu óc ong lên tiểu bùi ra ở bên cạnh kêu lên ngũ thập à ngươi phải trông ký cô nương ngươi thích đó ngàn vạn lần đừng giống như ta vô duyên vô cớ bị cắm sừng nhìn đi đã bỏ trốn với nam nhân khác rồi kìa cái đầu heo nhà ngươi cũng xứng phụ tá thái tôn Tạ Chi Phi ghét bỏ bùi đầu heo, suy nghĩ rất nhanh. Nhìn cách đi đứng nói chuyện thì có thể nhìn ra Yến Tam Hợp và nam nhân kia rất quen thuộc. Chữ viết nguyệt ngoạc như vậy, có thể thấy được chuyến này chỉ là nhất thời nghĩ ra, hơn nữa cũng cấp bách. Phủ Vân Nam là nơi nàng từng sống. Nàng bảo lý bất môn ở biệt viện chờ nàng, chứng tỏ nàng chắc chắn sẽ trở về. Tạ Chi Phi suy nghĩ một hồi, trái tim treo lên thoáng thả lỏng một chút. Đinh nhất, lập tức đi điều tra bối cảnh nam nhân kia, phải nhanh lên. Vâng, đợi đã. Chu Thanh ngăn đinh nhất lại. Có thể lên được lầu 2 lầu 3 của lầu cổ nguyệt, thì không phải người bình thường, qua bên kia hỏi thử sẽ biết. Đinh nhất cảm kích liếc mắt nhìn Chu Thanh một cái, chạy đi như bay. Chỉ qua nửa canh giờ, hắn đã thở hồng hộc chạy như bay trở về. Ra, hỏi thăm được rồi, người nọ là tân nhậm bảo chủ hàn hú của hàn gia bảo. Tiểu Bùi ra tò mò hỏi. Hàn gia bảo làm nghề gì? Tiêu cục tiếng tăm lừng lẫy của phủ tế ninh, tổ tiên Hàn gia từng đi lính, đánh trận, sau khi lui về thì nhờ vào quân mạch, xây dựng tiêu cục, các châu phủ của Hoa Quốc đều có phân bổ của họ. Đinh nhất, sau khi lão bảo chủ tiền nhiệm qua đời, nghe nói có rối loạn một hồi, là Hàn hú ổn định cục diện. Bỏ trốn cùng một tên áp tiêu. Mỗi lỗ chân lông trên người tiểu bùi ra đều tỏa ra sự không hài lòng mắt bà đồng mù rồi sao chu thanh đi tới trước mặt chủ tử nhà mình ra nếu là mở tiêu cục thì sự an toàn của yến cô nương chắc chắn không thành vấn đề việc cấp bách trước mắt vẫn là liên hôn giữa hai nhà đỗ khách không cần chu thanh nhắc nhở tạ chi phi tự biết nặng nhẹ thái tôn bị thương là chuyện lớn thứ nhất hách đỗ liên hôn là chuyện thứ hai yến tam hợp rời kinh thành theo lý chỉ có thể xếp ở cuối cùng trong lòng hắn cực kỳ muốn đuổi theo yến tam hợp nhưng lý trí nói cho hắn biết không thể đi tả chi phi nhìn chu thanh mở miệng liên hôn hai nhà hách đỗ mấu chốt là ở hách gia tung tin đồn hách quân không thích nữ nhân chỉ thích nam nhân chu thanh nhíu mày nói tam gia việc này còn cần tung tin sao không phải rõ ràng rồi sao cần tả chi phi ta muốn mọi người từ trên xuống dưới kinh thành đều biết để đỗ kiến học bị đâm vào xương sống Kế này hay. Tiểu bùi ra giơ ngón tay cái với tạ chi phi, khen một câu. Bùi Minh Đình, hả, Yến Tam hợp người ta thà bỏ trốn với một tên áp tiêu, cũng không muốn theo ngươi hưởng phúc, có thể thấy được. Tạ chi phi cười gần một tiếng. Tiểu bùi ra ngươi chẳng bằng một tên áp tiêu, ngươi, ngươi là một tên cặn bã. Tạ chi phi gõ ót hắn một cái, tiểu bùi ra hét lên. Tạ ngũ thập, ngươi muốn mưu sát sao, giết ngươi không thịt, róc thịt ngươi không giàu mỗi lời nói của tạ chi phi đều là sự chèn ép. Ngươi vẫn nên làm gì thì đi làm đi. Tiểu bùi ra oán giận trừng mắt với hắn. Ta nên làm gì, tìm quý hải đông. Tạ chi phi lạnh lùng. Để trương gia giật dây bắc cầu, để thái tử phi ở bên cạnh khuyên nhủ thái tử. Tiểu bùi ra. Vậy còn ngươi, ngươi làm gì? Ta đi gặp nhị ca tốt của ta một lát. Tạ chi phi. Hắn và hách ôn ngọc là huynh đệ tốt, nếu hách ôn ngọc đừng về phía hán vương, hắn họ tạ, biểu tay sẽ dễ đi đâu. Ánh mắt Bùi Tiểu dừng trên người Tạ Ngũ Thập. Trong nháy mắt này, hắn phát hiện tiểu tử này thật giỏi giang. Chương 449, hiếm lạ. Đỗ phủ, thư phòng. Cánh cửa bị đẩy mạnh ra, Đỗ Y Vân lao đầu vào. Ba cha con đang nói chuyện không khỏi sửng sốt. Đỗ Kiến học âm trầm, chẳng có chút quy củ gì cả, không biết thông báo một tiếng trước khi vào hả? Cha, Đỗ Y Vân đi lên trước, hất hàm cha muốn gả con cho hách quân sao đỗ kiến học biết không thể giấu được nữa dứt khoát nói phủ võ an hầu có ra môn đệ tương đương với chúng ta con và hách quân tuổi tác cũng tương đương gả cho hắn không tuổi thân con được sao lại không tuổi thân hách quân kia là thứ hàng gì chẳng lẽ cha không biết sao nam nhân lúc còn trẻ ai không tham chút nữ sắc thành thân sinh ra một nam một nữ là tốt rồi hắn là tham nữ sắc sao đỗ y vân từ nhỏ miệng mồm lanh lợi Lá Gan cũng lớn, không có gì là không dám nói. Cả thành tứ cửu ai không biết hách quân hắn chẳng từ chối cả nữ sắc lẫn nam sắc, con gái gả cho một người như vậy, nửa đời sau nào còn hạnh phúc nữa. Đỗ Kiến Học bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Đỗ Y Vân nắm tay áo Đỗ Kiến Học, làm nũng nói: "Cha, con không lấy chồng, cha giúp con từ chối hôn sự này đi." "Từ chối? Từ chối thế nào?" Đỗ Kiến Học nhìn con gái mình cưng chiều từ nhỏ đến lớn, đành phải cứng rắn nói. Hách quân dù thế nào thì cũng là một thế tử, con gà vào đó có thể làm một thế tử phi, nửa đời sau còn gì đáng lo nữa. Đỗ Y Vân chẳng thể ngờ được cha ruột mình lại nói như thế, tức giận đến ngây ngốc tại chỗ. Cha sẽ không bạc đãi con, ngoại trừ của hồi môn, cha sẽ thêm vào. Trên mặt đỗ kiến học hiện lên ấy náy. Thêm vài thứ nữa, để con gà đi thật phong quang. Cho ta thêm nhiều của hồi môn hơn nữa, ta cũng không gà làm càn, con là càn rỡ, là không gả, cha cũng đừng hòng ép ta gả, đừng hòng dùng hôn sự của con để đổi lấy tiền đồ tốt đẹp của cha. Đỗ kiến học bị nàng vạch trần, trở tay tát nàng một cái. Làm phản hả? Cái tát này vừa nặng vừa vang, khiến Đỗ Y Vân hoàn toàn bối rối, cô sững sờ nhìn Đỗ kiến học một lúc lâu, rồi bụng mặt khóc lóc chạy ra ngoài. Đỗ lão đại đi lên khuyên. Cha, nhân phẩm của hách quân cũng quá, thứ khốn nạn, Bây giờ là lúc nói chuyện nhân phẩm sao? Đỗ Kiến Học trong người mang theo một bụng lửa, cháy đến tận trời cao. Mối hôn sự này là vương gia làm mai, ta có thể làm sao được? Đứa nào đứa nấy chẳng được tích sự gì, cút hết cho ta. Cha, cút. Hai đứa con trai xám xịt cút đi. Đỗ Kiến Học ngồi xuống, đấm vào lưng ghế để phát tiết. Đều do tên Lục Thời đã chết kia gây ra hết, một cái gian lận khoa cử khiến hắn chẳng được yên ổn. Nếu không phải muốn giữ mũ ô xa trên đầu, hắn đâu phải gả đứa con gái bảo bối của mình cho thằng nhãi họ hách kia. Nương nó, đúng là xui xẻo mà. Hắt xì, hắt xì. Trong noãn cáp, hách quân hắt xì hai cái liền. Ai đang mắng ta? Tiểu quan nhân trong lòng rán môi qua. Ai dám mắng chứ, hơn phân nửa là mấy tiểu yêu tinh bên ngoài, ai cũng mong nhớ thế tử ra. Thế bảo bối có mong nhớ ta không? Nhớ muốn chết, muốn chết ấy. Tiểu quan giống như cá trạch không xương, nhào thẳng vào lòng Hách Quân, khiến tim Hách Quân run lên, mắt cũng đỏ, xoay người đặt hắn trên giường. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói. Ôn Ngọc. Một tiếng này, khiến tà hỏa trong lòng Hách Ôn Ngọc lập tức biến mất, đứng dậy sửa sang lại xiêm y. Mau vào đi. Kẻ đi vào là tạ bất hoặc. Hách Ôn Ngọc khoát tay, tiểu tướng công lập tức thức thời ra khỏi phòng. Tạ bất hoặc vừa bước vào đã đi mở cửa sổ hương hợp hoan trong phòng nồng quá rồi. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Một chuyện tốt, một chuyện xấu. Hạch ôn ngọc cười híp mắt. Nhị ra nghe chuyện nào trước? Chuyện tốt, sáng sớm hôm nay, có người tới làm mai cho ta. Tả bất hoặc nghĩ đến tiếng xấu của người này ở thành tứ cửu, lắc đầu, cười nói. Ừ, đây thật đúng là chuyện tốt. Chuyện xấu là gì? Nói là con gái của Đỗ Kiến Học, Đỗ Y Vân. Sao lại là cô ta? Sắc mặt tả bất hoặc thay đổi mấy lần. Ai làm mai? Hạch ôn ngọc huyết vai hắn. Ngươi đoán xem, không đoán, ngươi tự nói đi. Hạch ôn ngọc dùng ngón tay chấm chút rượu, viết một chữ trên bàn. Hán, ánh mắt tả bất hoặc bỗng chốc lạnh xuống. Hạch ôn ngọc thò người về phía trước, cười xấu xa. Phiền nhị ra cho ta một câu đi, có muốn ta cưới đỗ y vân này không? Việc này hỏi ta làm cái gì, hỏi cha nương ngươi à? cha nương ta tất nhiên là muốn, Đỗ Y Vân là nhân vật gì chứ, tài nữ nổi danh kinh thành, cưới nàng vào nhà, cảnh cửa phủ võ an hầu ta cũng trở nên cao nhã hơn rất nhiều. Hách ôn ngọc, chật, một tiếng, chỉ là người đứng sau đỗ phủ quả thực khiến cha ta đau đầu. Đau đầu thì đừng cưới, vậy sao được? Hách ôn ngọc mỉm cười phong lưu, ánh mắt đa tình. Gà gà theo gà, gà chó theo chó, vào cửa hách ra ta, đỗ y vân và đỗ gia sẽ chẳng có quan hệ gì nữa người sau lưng đỗ ra muốn qua lại ta có thể giả ngu giả dại làm như không biết bọn họ cũng không có gan ép cha ta chuyện thất bại không liên quan gì đến ta ta chỉ tiếc một thê tử có thể diện nếu chuyện thành ta còn có thể kiếm chút chỗ tốt người nói có phải hay không tạ bất hoặc cười gần. chuyện thất bại thật sự có thể không liên quan sao đừng đợi đến lúc đó lại bị người ta tính sổ nói hay lắm hạch ôn ngọc vỗ tay một cái cười cực kỳ yêu khí vậy phải xem phía bên thái tử thế nào nếu làm lung lạc ta được thì không thể cưới đỗ gia tiểu thư trái phải chẳng qua chỉ là nữ nhân mà thôi tạ bất hoặc á khẩu không trả lời được ai nói tiểu tử này không đàng hoàng chẳng có ai tinh thông lại hiểu rõ lý lẽ trong quan trường như hắn đêm khuya hơn nữa cũng sẽ có lúc trời sáng tạ chi phi chỉ ngủ hai canh giờ đã mở mắt gọi chu thanh gọi nửa ngày không thấy ai đáp lại lúc này hắn mới nhớ ra Chu Thanh và Đinh Nhất đều đã bị hắn phái đi làm việc rồi. Một lát sau, Tiểu Hồng và Lục Ý bưng chậu rửa mặt đi vào. Sau khi tả tổng quản cảnh cáo, tâm tư hai người đều thành thật hơn rất nhiều. Hầu hả tam ra mặc quần áo rửa mặt xong, Tiểu Hồng nhỏ giọng hỏi. Ra, điểm tâm bày ở đâu? Bảo phòng bếp không cần đưa tới, ta qua bên nhị ra ăn một bữa. Tiểu Hồng nhìn theo bóng lương tam gia, huyết cánh tay vào lục ỉ quan hệ của tam gia với nhị gia tốt lên từ khi nào thế? Chuyện của chủ tử ít hỏi lại, cứ làm đúng bổn phận công việc của mình đi. Lục y thật sự sợ hãi. Tam gia mà còn bảo chúng ta cút, chúng ta thật sự phải cút đó. Viện của nhị gia tả phủ ở tên là Thiền Vân Cư. Viện không lớn, cực kỳ ưu tính, mấy tỷ nữ thấy tam gia đi vào thì đều cả kinh mở to hai mắt. Tam gia và nhị gia xưa nay không hợp nhau, cũng chưa từng đến viện này, Hôm nay mặt trời mọc từ đằng tây sao? Tả Bất Hoặc đang được hai đại nha hoàn hầu hạ thay quần áo, vừa nghe lão Tam tới thì hồi lâu mới từ tốn nói. "Thật là hiếm lạ. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 450, giúp ta." "Tam đệ đến rồi, đến chỗ nhị ca xin chút điểm tâm ăn, không phải là không hoan nghênh đó chứ." "Mong còn không được." Tả Bất Hoặc nhìn đại nha hoàn bên cạnh, đi nói với phòng bếp một tiếng mang nhiều món tam gia thích tới đây. Vâng, tam đệ ngồi đi. Tả Chi Phi cũng không khách khí, ngồi xuống cạnh bàn, đôi mắt hoa đào đánh giá bài trí trong phòng. So ra vẫn kém trong phòng tam đệ. Tả bất hoặc cười nói, chỗ này của ta rất đơn sơ, cũng không kém. Tả Chi Phi cười khẽ, đều là đồ tốt. Tả Chi Phi đặt chung trà xuống, từ từ đứng dậy. Nếu đến hai nhà đính hôn thì hối hận cũng không kịp. Tạ bất hoặc thấy ánh mắt hắn dừng trên một chiếc bình mỹ nhân, cười nói. Đây vốn là đồ trong phòng di nương, ta thấy đẹp bèn xin lấy, nếu tam đệ thích thì cứ lấy đi. Tạ chi phi lắc đầu. Ta không có thói quen lấy đồ người khác thích. Lời này là đang ý ám chỉ. Tạ bất hoặc đánh giá lão tam, vẻ mặt ôn hòa trên mặt không thay đổi, cảm giác lười biếng quanh ngươi không thay đổi, nhưng hắn biết có điểm không thích hợp. Với ca tính của lão tam, thì với động tĩnh trong bữa lễ trung thu của mình, hắn chắc chắn sẽ có phản ứng. Nhưng lần này thì không. Không chỉ không có, hắn thậm chí còn rất thờ ơ, giống như căn bản không đặt trong lòng vậy. Điều này khiến cho trái tim Tạ Bất Hoặc có cảm giác như đang kéo co, mình một đầu dùng hết sức, chẳng hiểu sao bên kia lại buông tay. Ánh mắt Tạ Bất Hoặc từ từ trầm xuống, tam đệ đột nhiên chảy vào viện ta, không chỉ đơn giản là ăn điểm tâm thôi nhỉ. Đúng là có chút chuyện Tạ Chi Phi thưởng thức chung trà trên tay. Là chuyện liên hôn giữa hai nhà hách đỗ, nhị ca có từng nghe nói chưa? Hôm qua ăn cơm với ôn ngọc, nghe hắn nói rồi. Tạ Chi Phi ngừng đầu nhìn hắn. Chuyện này nhị ca thấy thế nào? Là chuyện tốt. Tạ bất hoặc nhìn thẳng vào mắt hắn. Tính tình ôn ngọc không sợ trời không sợ đất, đang muốn có người giỏi giang để quản bớt. Tạ Chi Phi không nhanh không chậm nở nụ cười. Người lớn như vậy, còn muốn người quản sao, mình nên cưới người nào, không nên cưới người nào trong lòng không tự có tính toán sao không đợi tạ bất hoặc nói hắn đã thở dài nhị ca khuyên nhủ hắn đi cưới nhầm người là chuyện nhỏ đứng nhầm phe thì không có thuốc hối hận để uống đâu tạ bất hoặc cũng cười tam đệ coi trọng ta ta nào có tư cách khuyên hôn nhân đại sự cho tới bây giờ đều là mệnh lệnh của cha mẹ lời của người mai mối lời này của nhị ca nói không sai chỉ là tạ chi phi lắc đầu cưới thê tử thì phải cưới người hiền người quá giỏi giang vào cửa sẽ khiến gia đình không yên tam đệ sao lại quan tâm đến chuyện của hách ôn ngọc như vậy chẳng lẽ ta chỉ là sót cho nhị ca thôi khó khăn lắm mới được phụ thân sủng ái lại bởi vì một hách ôn ngọc tả chi phi ghé đầu qua thấp giọng nói sợ là nhị ca không biết đỗ thượng thư và phụ thân đã sớm bất hòa rồi tả bất hoặc giật mình lại có chuyện như vậy ư sao ta một không biết gì nhỉ Giả vờ, tiếp tục giả vờ đi. Bây giờ biết cũng không muộn. Tạ bất hoặc đứng lên đón ánh mắt hắn, cười gần. Trước giờ ta làm việc, chỉ có muốn làm hay không, không có hối hận. Vậy sao? Vậy xin nhị ca hãy đứng vững, đừng đi lệch đường, phải nhớ mình mang họ tạ. Tạ chi phi nói xong, xoay người rời đi. Đúng lúc này, nhà hoàn mang theo hộp thức ăn đi vào viện, giật mình nói. Tam gia sao đã đi rồi, điểm tâm còn mắt tam gia đảo qua nha hoàn sợ tới mức nửa câu sau kẹt ở cổ hỏng vội vàng cúi đầu nhìn vào trong phòng căn phòng lặng ngắt như tờ nhị gia đoan chính ngồi ở trên ghế khuôn mặt tuấn tú ẩn ở trong bóng tối nhìn không biết là vui hay là giận tả chi phi đi tới cửa thứ hai tả tiểu hoa vội vàng chạy tới lấy từ trong ngực ra một phong thư người gác cổng vừa nhận được nói là người đỗ phủ đưa tới cho tam gia đỗ phủ Tả Chi Phi đọc thư, như có điều suy nghĩ. Tả Tiểu Hoa tò mò, "Tam gia không xem sao? Chỉ sợ không phải chuyện tốt gì." Tả Chi Phi mở ra xem, quả nhiên đúng như hắn dự đoán, Đỗ Y Vân hẹn hắn gặp mặt. Danh tiếng của Hách Quân, với tính khí của Đỗ Y Vân thì tuyệt đối không chịu gả. Không gả thì phải nghĩ cách phá hỏng chuyện này. Tìm hắn. Chuyện này thú vị đây. Nơi gặp mặt là ở bờ sông hộ thành bên bờ sông có một rừng cây nhỏ, trong rừng có một tròi nghỉ mát, Đỗ Y Vân đứng trong tròi nghỉ mát, bên cạnh là tỷ nữ nghe Nhi. Tạ Chi Phi đi tới, nắm tay lại ho một tiếng. Đỗ Y Vân xoay người, vừa mở miệng đã nghẹn ngào. Tam ca, huynh đến rồi, Đỗ Cô Nương tìm ta có chuyện gì sao? Cha ta muốn gả ta cho thế tử Vũ An Hầu, nhưng ta không muốn gả. Đỗ Y Vân nước mắt lưng chồng nhìn Tạ Chi Phi. Tam ca giúp ta nghĩ cách đi đỗ tiểu thư tự trọng ngươi nên gọi ta một tiếng tam gia nếu như không phải đã xảy ra nhiều chuyện như vậy tạ chi phi thực sự cho rằng nữ tử này là một người yêu đuối không thể nào hại người được lời này vạch rõ quan hệ của hai người với cả ta với hắn không thân chẳng quen cũng chẳng thể nghĩ cách gì cho ngươi ngươi tìm lầm người rồi ta không tìm lầm người đỗ y vân dùng khăn lau nước mắt thật ra trong lòng tam ca cũng vừa không muốn ta gả phải không Ân mặt tạ chi phi không có biểu cảm gì. Ngươi có gả hay không thì liên quan gì đến ta. Không liên quan đến tam ca, nhưng có liên quan với người phía sau tam ca. Đỗ Y Vân thu nước mắt lại, ngừng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Ít nhiều cũng có chút quan hệ chứ. Tạ chi phi lặng lặng nhìn nàng hồi lâu, chợt mỉm cười. Ngươi nói xem có liên quan gì không? Ta là một nữ tử khuê phòng, làm sao có thể nói ra được, chẳng qua chỉ là trực giác mà thôi. Đỗ Y Vân cố ý nói từng chữ thật chậm rãi. Tam Ca và Tiểu Bùi gia thân thiết như vậy, Tiểu Bùi gia và cái vị ở cung Đoan Mộc lại thân thiết như thế, Tam Ca còn có một trái tim hiệp nghĩa nữa. Có trái tim hiệp nghĩa thì làm sao? Sẽ không ngồi yên mặc kệ. Ngồi yên mặc kệ cái gì? Nói đến đây, Đỗ Y Vân biết nam nhân trước mắt đang ép nàng nói thật. Nàng cũng chỉ có thể nói thật. Tam Ca đừng về phe ai, người khác không biết, nhưng muội muội ta biết, hai nhà hách đỗ thông ra, người phía sau tam ca hẳn là không muốn đâu. Tạ Chi Phi nhìn nàng, đáy mắt sâu xa. Cả phòng sách ở nhà đỗ kiến học, đỗ y vân này quả nhiên không phải đọc không, hiểu rất rõ thế cục. Đỗ y vân đương nhiên nắm rõ. Hơn nữa nàng còn rất rõ ràng, phụ thân vì muốn giữ chức quan, chắc chắn sẽ gả nàng đi. Hai huynh trưởng tuy rằng thương nàng, nhưng không thể so được với vinh hoa phú quý nửa đời sau. Mẫu thân là nữ nhân nội trạch, ngoại trừ khóc nháo thì chẳng thể làm gì. Chỉ có tạ chi phi trước mắt mới là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của nàng. Tam ca. Đỗ Y Vân khẽ gọi một tiếng. Mặc kệ trước kia như thế nào, mục đích hiện tại của chúng ta là giống nhau, người nói có đúng không? Cho nên thế nào? Tạ chi phi thản nhiên hỏi một câu. Cho nên, huynh phải giúp ta. Giúp thế nào? Trường 451, cưới ta. Giúp thế nào? Ba chữ siết chặt cổ Đỗ Y Vân, khiến nàng không thể không ra con át chủ bài cuối cùng. Hãy cưới ta về, Tam Ca. Ngươi điên rồi sao? Tạ Chi Phi thấy chấn động. Ta đâu có điên. Nếu thế thì liên hôn giữa hai nhà hách, đỗ sẽ không thành được. Đây cũng là điều mà người phía sau Tam Ca muốn thấy nhất mà. Đỗ Y Vân. Sau khi ta gả vào nhà huynh, ta còn có thể từ từ lôi kéo cha ta, đứng về phe Tam Ca. Đây là hôn nhân có lợi, không phải sao? Nữ tử này quá thông minh. Đây quả thật là cách giải quyết tốt nhất, nhưng Tam gia ta lại cứ không muốn đấy. Tả Chi Phi nhếch môi, khoanh tay trước ngực, "Không nói chuyện này nữa, chúng ta nói chuyện lý chính ra trước." "Tam ca, chuyện kia quả thật là ta sai, nhưng ta chỉ muốn giúp huynh thôi." Đỗ Y Vân biết chuyện này không thể tránh khỏi, đã sớm nghĩ ra lý do thoái thác rồi. Nếu việc này thành, nửa đời sau Liễu Di nương căn bản không thể gây sóng gió nổi. Phu nhân tốt với ta như thế, sao ta có thể hại bà chứ? Chỉ trách Lý Chính ra quá ngu xuẩn, để lộ dấu vết. Ra mặt ngươi là tường thành sao? Sao mà dày thế? Nụ cười hờ hững của tạ chi phi biến mất, thay vào đó là vẻ vô lại. Thực ra chuyện này chẳng liên quan gì đến ta, ta chỉ là một chức quan nhỏ như hạt vừng thôi. Có thể lo cho mảnh đất ba mẫu của mình đã không tệ rồi, làm gì có người trước người sau gì chứ? Ngươi! Mặt đỗ y vân trắng bệch, ta và tiểu bùi ra đến câu lan nghe khúc một chút đến sòng bạc chơi hai chút vui vẻ sung sướng như thần tiên có điên mới đụng đến hoàng tôn này vương gia kia tạ chi phi cười nói về chuyện hôn nhân đại sự của đỗ tiểu thư xin lỗi ta cũng chỉ có thể ở bên cạnh hóng hớt thôi cái khác hắn tiến lên một bước ánh mắt lạnh như băng ta cũng không muốn làm tạ chi phi người có còn là người không đỗ y vân dù có thông minh cũng chỉ là một cô nương hướng chi việc này còn liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của mình nàng lập tức trở nên gấp gáp ta quả thực không phải người nên thay vì đỗ tiểu thư lãng phí thời gian nước bọt trên người ta thì không bằng tạ chi phi nhớ mày đi cầu xin hách ôn ngọc dù sao hắn cũng chẳng thể cứng nổi với nữ nhân có cưới người về thì cũng chỉ làm vật trang trí trước mắt đỗ y vân tối sầm chỉ cảm thấy hai chân đều đang run rẩy tạ chi phi đi ra khỏi bờ sông đi thẳng đến tăng lục ti. Tiểu bùi ra thấy hắn đến, tự mình rót hai chung trà. Tả chi phi nhận lấy uống một ngủ. Ta mới đi gặp Đỗ Y Vân về, ngươi đồng ý cưới nàng sao? Tả chi phi liếc hắn một cái, kể lại hết chuyện hai người nói với nhau cho bùi tiếu nghe. Tiểu bùi ra vốn cho rằng Tạ chi phi chủ động, nào ngờ là Đỗ Y Vân tự tìm tới cửa. Sừng sốt một lúc lâu, hắn bỗng nhiên cảm thán nói. Cho dù trong lòng ngươi không có ai, thì cũng đừng cưới nữ nhân này về, cưới về cũng là kẻ phá nhà, không được sống yên ổn. Tạ Chi Phi ném một cái biểu cảm qua. Ngươi bây giờ mới biết hả? Ta đã tìm quý Hải Đông rồi. Bùi tiếu. Hắn sáng nay sẽ đi trương gia, nếu thuận lợi, thì đến chiều trương gia sẽ đi gặp Thái Tử Phi. Tạ Chi Phi thở dài. Chỉ mong phía bên Thái Tử có thể có hành động. Tạ Lão Nhị đâu, hắn nói thế nào? Điều nên nói ta đã nói hết rồi, tiếp theo đây phải xem hắn có nghe lọt hay không tạ chi phi lấy tay xoa chán nói thật nếu như đó là mệnh lệnh của phụ mẫu thì sức hắn cũng có hạn thôi tiểu bùi gia đột nhiên tiến đến trước mặt tạ chi phi thực ra ta còn có một chủ ý thiêu thối ngươi có muốn nghe thử không cái gì hai nhà nghị thân chắc chắn phải mời cao tăng sắp xếp bắt tự đến lúc đó cứ nói đỗ y vân bắt tự cứng khắc phu khắc tử khắc phu gia khắc hết bùi minh đình chuyện bịa đặt này ngươi cũng dám lấy ra nói lung tung Tả chi phi chỉ vào mũi bùi minh đình chửi ầm lên. Trong đầu ngươi chứa cái gì thế, cướp ngà? Tiểu bùi ra. Tên nhóc này làm sao vậy? Ta dẫm lên cái đuôi nào của hắn sao? Bùi tiếu không dẫm lên đuôi tam gia, mà là tam gia bây giờ không thích nghe nhất chính là chữ. Khắc. Này, mẫu thân khắc phu. Hắn và hoài hiểu khắc trịnh ra. Khắc qua khắc lại đều là biểu hiện của sự giả dối. Không ai hiểu rõ hơn hắn khi có chữ trên lưng, cuộc sống sau này sẽ phải đối mặt với cái gì? Đó là sự bất lực đến mức chẳng ngóc đầu lên nổi, cũng là nỗi tuyệt vọng chẳng thể hất đi, là bức tường lúc nhỏ mà hắn và Hoài Hữu chẳng thể nào trèo ra được. Đỗ Y Vân quả thực không phải người tốt lành gì, theo lý chữ. Khắc, này nếu đặt ở trên đầu nàng thì tạ chi phi cũng không có gì phải xấu hổ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Yến Tam Hợp, nghĩ đến việc nàng thương xót cả tuệ như của Am Thủy Nguyệt, tạ chi phi dù thế nào cũng không muốn đặt chữ khắc này lên người đỗ y vân không phải xuất phát từ đồng tình mà là không muốn yến tam hợp sau này biết được sẽ dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn nàng cũng giống như tên phá đám kia đều có lòng bao dung đối với nữ nhân mà người khác không có minh đình tạ chi phi thản nhiên đỗ y vân cho dù đáng chết cũng không nên chết như vậy âm mưu quỷ kế dùng trên người một nữ nhân rất vô nghĩa ánh mắt tiểu bùi ra lại dừng lại trên người người này. Trong nháy mắt này, hắn phát hiện tạ ngũ thập không chỉ giỏi giang, mà phong cách làm việc cũng khác. Ngươi trong lòng ngươi, không phải là Đỗ Y Vân đó chứ? Cút! Trong xe ngựa của Đỗ Phủ, nghe nhi nhìn, nhìn sắc mặt âm trầm của tiểu thư nhà mình, thầm thở dài. Tiểu thư hạ thấp mình đi tìm tả tam gia, đã là đánh cược con đường cuối cùng vào hắn rồi, nào ngờ, lại nhận được thái độ cà lơ phất phơ của tả tam gia, hắn căn bản chỉ đến xem kịch mà thôi. Tiểu thư, chúng ta không cầu người nữa, cứ giả qua là được, dù sao chắc chắn sẽ được làm thế tử phi rồi. Nàng cẩn thận an ủi. Người nọ cho dù hoang đường, cũng không thể nhét nam nhân vào trong phủ, như thế còn yên tĩnh, đến lúc đó sinh được một nam nửa nữ, gia nghiệp hách ra không phải đều ở trong tay chúng ta sao. Đỗ Y Vân lạnh lùng nhìn qua, nghe nghi sợ tới mức vội câm miệng. Càng nghĩ càng không cam lòng, nàng gạt lệ lại nói. Nô tỳ không muốn thấy tiểu thư hạ mình cầu người thôi. Khóe mắt đỗ y vân cay xè. Trong một đêm, nàng phát hiện mình và kỹ nữ trong câu lan chẳng khác gì nhau, đều là phải nhờ vào bán mình để đổi được cơm cháo áo quần. Gì mà thiên kim đại tiểu thư, gì mà tài nữ đệ nhất kinh thành, khi vận mệnh không nằm trên tay mình, cũng chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Ta gả. Đỗ Y Vân hoàn toàn nổi giận nhưng ta sẽ không dễ dàng gả như vậy. Tiểu thư, nghe nhi bối rối. Ta phải vét sạch hơn phân nửa đỗ phủ, mới nguyện ý gả. Nàng cuối cũng đã hiểu rõ, gì mà cha nương huynh đệ, gì mà huyết nhục tình thân, hết thảy đều là giả, chỉ có nắm bạc trong tay, quyền thế của phu gia thì mới là thật. Ta không sống yên thì đừng hòng ai được yên ổn, nếu chết cũng phải kéo thêm mấy cái đệm lót. Đỗ Y Vân hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tả Chi Phi, tên khốn thấy chết không cứu nhà ngươi, cứ chờ đó cho ta. chương 452, bất động. Liên tiếp mấy ngày, tạ chi phi đều âm thầm chạy đôn đáo vì chuyện hách, đỗ liên hôn. Hắn vốn kỳ vọng thái tử phi ra mặt, thái tử bên kia sẽ có động tính, nào ngờ thái tử không có động tính gì. Chẳng lẽ người béo lên, thì tâm hồn cũng khoan dung ư. Nhưng cũng không thể rộng như biển được chứ. Tạ chi phi sứt đầu mẻ chán. Hán vương vừa vào kinh, Hai ngày đều ngủ lại trong cung, nói là tận hiếu với hoàng đế. Hoàng tử trưởng thành ngủ lại cấm cung không thấy nhiều, có thể thấy được hoàng đế thật lòng rất thích Hán Vương. Lần này thì tốt rồi, từng bước ép sát, từng bước lui về phía sau, nếu còn tiếp tục như vậy thì phải làm sao bây giờ? Tả Chi Phi không còn đường để đi, thương lượng với Bùi Tiếu, quyết định đi con đường cuối cùng. Vào đêm, thư phòng Tả phủ. Cha, Tả Chi Phi khẽ gọi chuyện liên hôn hách đỗ, cha có thể nghĩ cách giúp con trai được không? Việc này không thể thành, cũng không nên thành. Tạ đạo chi nhìn sắc mặt tiêu tụy của con trai, một lúc lâu sau thì nặng nề thở dài. Trời sắp mưa, nương phải lập gia đình, chẳng ai ngăn được. Con cứ làm việc của con đi, chuyện khác cứ mặc cho số phận. Không thể mặc cho số phận, hoài nhân không ở đây, việc này. Lão Tam, việc này con không nên gấp. Ánh mắt tạ đạo chi và con trai đối diện với nhau, có hơi căng thẳng. vì sao? tạ chi phi không hiểu lắm. người kinh ngữ tiện sao, quyền cao chức trọng, trời có sập xuống thì cũng do người trên cao chống đỡ, còn lâu mới tới phiên con. xảo ý nói người thấp cổ bé họng thì chẳng có tiếng nói. giọng nói tạ đạo chi mang theo vài phần trịnh trọng. tam nhi, con nhớ kỹ, ở vị trí nào thì mưu tính chuyện đó. giống như một chậu nước lạnh đổ từ đỉnh đầu xuống, tạ chi phi lập tức ngây ngẩn cả người ở vị trí nào, mưu tính chuyện đó. Minh Đình chẳng qua chỉ là một tiểu quan ngũ phẩm ở Tăng Lục Ti. Bản thân cũng chỉ là thủ lĩnh binh mã Ti Ngũ Thành, cùng lắm là thất phẩm. Hai người bọn họ cho dù kiếm mũi chân, thò cổ lên, tay cũng không với tới trời được, mà thứ bọn họ mưu tính, chẳng qua là được mất của hoài nhân. Ta có thể có địa vị của ngày hôm nay, không phải dựa vào việc sống cô độc, không phải dựa vào cương trực công chính, một thân chính khí, mà là mỗi ngày đều suy nghĩ xem người nọ đang nghĩ gì, hắn hy vọng người ngã xuống tiếp theo sẽ là ai. Lời nói của lục thời, lập tức chui vào trong đầu tả chi phi, hắn hỏi ngược lại chính mình, vì sao ta không suy nghĩ một chút, trong chuyện liên hôn này, bọn họ đang suy nghĩ chuyện gì? Đỗ kiến học đang nghĩ gì? Bảo vệ chức quan của hắn? Võ An Hầu thì sao? Võ An Hầu là một võ tướng, tổ tiên từng có long công sao? sao công phụ trợ sát cánh bên hoàng đế ạ à? võ an hầu tiếp nhận quân bắc doanh vũ lăng từ trong tay cha hắn thực quyền nắm trong tay hắn chỉ có một người con trai duy nhất hách ôn ngọc hách ôn ngọc này thanh danh không tốt là một tên đoạn tụ nhưng võ an hầu dường như đã hết cách với hắn nếu như ta là vũ an hầu ta có một đứa con trai như vậy ta sẽ muốn dùng danh tiếng tài nữ của đỗ y vân dát chút vàng lên mặt cho con trai mình ngoài ra ta còn muốn mưu cầu gì nữa? Bệ hạ già rồi, thái tử yếu đuối, hán vương ép sát, tân đế là ai không thể nói chính xác được. Phủ võ an hầu bây giờ đã trở thành người mà hai bên đều phải tranh thủ, ta nên chọn thế nào? Ánh mắt tạ chi phi phút chốc sáng ngời. Cha, vũ an hầu vẫn muốn mưu đồ long công, có phần long công này, hách ra hắn còn có thể thịnh vượng ba đời. Tạ đào chi thấy chấn động, hắn không ngờ con trai nhỏ của mình lại lĩnh ngộ nhanh như vậy hơn nữa còn nói chúng tim đen. Kỳ thật phủ võ An Hầu tuy rằng có vẻ còn nắm thực quyền trong tay, nhưng cục diện như vậy còn có thể duy trì bao lâu. Có câu nói một chiều thiên tử một chiều thần, võ An Hầu cũng muốn tìm một bến tàu ổn thỏa để dựa vào, nếu không thì chỉ là một chiếc thuyền cô độc, lắc lư phiêu bạt trên biển, không thể dựa vào ai cả. Tạ Đào Chi nhìn con trai, hỏi, hôm nay Hán Vương ra tay, thái tử lại không hành động, còn có nghĩ tới nguyên nhân thái tử bất động không? nguyên nhân thái tử bất động. Tạ Chi Phi lại sừng sốt, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Nguyên nhân thái tử bất động là vì bệ hạ vẫn bất mãn với hắn, nếu giờ phút này hắn ra mặt lôi kéo phủ vũ an hầu, bệ hạ sẽ cho rằng hắn bụng giả khó lường. Dù sao tiền thái tử đã từng muốn tạo phản. Tạ đạo chi vỗ vai nhi tử. Những năm này thái tử cũng không dễ dàng, tiến cũng sai, lui cũng sai, đến cái tật ở chân mang theo từ trong bụng mẹ cũng là hắn sai. Tả Chi Phi lần đầu tiên nghe được lời như vậy từ trong miệng phụ thân, không khỏi kinh hãi. Hắn là Tam gia Tả Phủ, nhưng bên trong lại là Trịnh Hoài Tả. Tính tình người Trịnh gia đều là tính tình võ tướng, nhiệt huyết, nghĩa khí, không sợ sống chết, khuyết điểm là làm việc dễ xúc động. Hắn chỉ biết Hoài Nhân không ở đây, mình phải gánh vác trách nhiệm, muốn để hai nhà hách đỗ không thể liên hôn, muốn tìm mọi cách khuyên Thái tử ra mặt, lại hoàn toàn không nghĩ sâu xa thử xem thái tử có thể ra mặt hay không. Tam Nhi à. Ánh mắt tạ đạo chi nhìn ra ngoài cửa sổ. Thái tử trước đây không phải là người nhát gan như vậy. Vậy. Tạ chi phi há miệng, nhưng không biết phải nói gì. Mấu chốt của việc này là ở Vũ An Hầu. Tả đạo chi dứt khoát nói thoải mái. Mà người có thể chi phối Vũ An Hầu, chỉ là con trai hắn hách ôn ngọc, ngươi tìm nhị ca ngươi là đúng, nhưng nhị ca ngươi nói không có tác dụng gì. Tam Nhi à, đây gọi là người khinh ngữ tiện tả chi phi mờ mịt đi ra khỏi thư phòng gió đêm thổi qua đầu óc hắn chưa bao giờ tỉnh táo như vậy chu thanh ra giúp ta đưa thư cho hách thế tử ta muốn gặp hắn vâng đợi đã, gọi minh đình cùng đi tần lâu sở quán ở kinh thành đều nằm ở hai bên sông vĩnh định ngoại trừ lễ xuân viện là hang tiêu hồn của toàn bộ nam nhân kinh thành còn có một tiểu lâu tầm thường nghe nói còn tiêu hồn hơn cả lễ xuân viện lầu ngọc xanh hang tiêu hồn. Tả Chi Phi và Tiểu Bùi ra đi vào noãn các, ánh mắt đồng thời rơi vào trong chướng phủ dung. Bùi Tiếu cả kinh hít sâu một hơi, nhìn qua Tả Chi Phi, tên nhóc này cố ý phải không, hẹn thời gian gặp mặt, hắn lại đang vui đùa. Tả Chi Phi và Bùi Tiếu liếc nhau, trong lòng đồng thời mắng con bà nó. Tả Chi Phi, hắn muốn diễn, chúng ta cứ xem đi. Bùi Tiếu tức, hai tên gà trống chưa mở miệng chúng ta, nhìn người ta xem một lát sau, trướng phủ dung sốc lên. hạch ôn ngọc xóa tóc bước ra, trên người chỉ tùy ý khoác thêm áo lót để lộ cần cổ trắng nõn sạch sẽ. ơ, ờ, tam gia và tiểu bùi gia đến rồi à? sao lại không lên tiếng? kêu rồi. bùi tiếu hừ một tiếng. thế tử gia không nghe thấy thôi. ha ha ha. hạch ôn ngọc nhìn thoáng qua trướng phủ dung, cút ra ngoài. tiểu quan nhân bò ra khỏi trướng, cúi đầu vội vàng rời đi. Hách ôn ngọc rót cho mình một chung rượu, uống một ngụm. Nói đi, hai vị ra tìm ta có chuyện gì, thoải mái một chút đi. Thành tứ cử người người đều biết, thế tử võ an hầu một thích nam sắc, hai thích rượu ngon, ba thích siêu tầm nghiên mực. Muốn có quan hệ với thế tử gia, chỉ cần ba thứ này. Tả chi phi nhìn hách ôn ngọc, tươi cười rạng rỡ Cũng không có chuyện gì lớn, ta tới uống với thế tử gia vài chén rượu, trò chuyện vài câu thôi phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn